chị Kemba muốn chào tất cả các em. Các em ơi, ngày hôm nay chị Kemba sẽ làm cái video này theo yêu cầu của các em. Đó chính là chúng ta sẽ làm slime quá lố. Mà nguyên liệu ngày hôm nay chúng ta sẽ làm đó chính là tuyết nhân tạo. Nhưng mà trước khi bắt đầu cái video này thì những anh nào mà chưa là thành viên của gia đình Kemba chúng ta thì các em đừng quên bấm nút đăng ký để trở thành Lead Kemba thế không? Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cái video này thôi. Thì đây là bịch tuyết nhân tạo của chị Kemba đây. Đây chính là tuyết Mỹ nha các em. Nếu mà các em muốn làm slime cho thật là đẹp luôn và thành công 100% thì các em phải dùng tuyết Mỹ. Thì cái tuyết này nó gọi là Snow Wonder. Các em ơi, các em có thấy không, bé Bơ rất là thích tuyết này. Mỗi lần mà chị Kemba lấy cái bịch tuyết này ra là bé Bơ sẽ xuất hiện ngay. Cho nên các em ít khi thấy bé Bơ lắm, nhưng mà hỏi có tuyết là bé Bơ sẽ xuất hiện thôi. Các em ơi, thì đây chính là tuyết Snow Wonder. Đây là cái hiệu tuyết của Mỹ và các em làm ra sẽ rất là đẹp. Lát nữa chị Kemba sẽ múc ra cho các em xem nha. Và ngày hôm nay thì Kemba sẽ làm một cái cục slime ở trong đây. Và chị Kemba sẽ cho nhiều hơn, rất là nhiều tuyết, nhiều hơn mức mà cho phép, để xem sao với chúng ta nó sẽ bị như thế nào. Và chị Kemba nghĩ là nó sẽ bị rất là nhão luôn. Rồi xong rồi chị Kemba sẽ khôi phục lại nha. Các em ơi, trước khi mà chị Kemba mở cái bịch tuyết này ra và chúng ta bắt đầu làm thì chị Kemba sẽ chỉ cho các em. Chị Kemba sẽ cho các em xem bịch tuyết khổng lồ của chị Kemba luôn. Rất là to, bằng 10 bịch này luôn đó. Kemba thì đây là bịch tuyết khổng lồ của chị Kemba đây. Trời ơi, cái này là chắc là bé Bơ rất là thích luôn. Bịch tuyết này rất là nặng luôn á các em. Chị Kemba, cái bịch tuyết này nó nặng gấp 2 lần cân nặng của chị Kemba luôn. Trời ơi, mệt quá. Chị Kemba khiêng cái bịch tuyết này mà chị Kemba muốn hết hơi luôn. Nhưng mà chị Kemba khiêng một mình không nổi, phải nhờ chị trợ lý trợ giúp chị Kemba. Bây giờ bịch tuyết này nó đè lên người chị Kemba nè. Nặng bằng 10 lần so với cái bịch tuyết nhỏ này nè các em. Bịch tuyết nhỏ này nhỏ. Cái bịch tuyết này đó các em, mà chị Kemba mà cho nước vào thì sẽ ngập nhà chị Kemba luôn. Nó sẽ nở ngập hết nhà chị Kemba luôn á các em. Các em ơi, chắc là các em thắc mắc là tại sao chị Kemba Các em ơi, chắc là các em thắc mắc tại sao chị Kemba lại mua bịch tuyết to như vậy phải không nè. Tại vì chị Kemba mua bịch tuyết này cho shop, chị Kemba mua rất là nhiều và gửi về bên Việt Nam cho shop, mà tại vì nó hết rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm slime nha. Chị Kemba mệt quá. Các em ơi, chị Kemba sẽ làm một cục slime trong đây nha. Không biết là chúng ta nên dùng bao nhiêu tuyết đây. Để chị Kemba xem, chị Kemba sẽ cho từ muỗng tuyết vào đây, xong rồi chúng ta sẽ pha lên nha. Các bé Kem xuất hiện nữa rồi đây. Bé Kem không thích tuyết, các em cũng đỡ quá đi. Còn bé Bơ kìa, lát nữa sẽ lấy móng vuốt cào vô. Bơ 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 cho khá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Chị Kem Bơ cho 10 cái hũ nha. Bây giờ chị Kem Bơ sẽ bỏ tuyết vào. Trước khi mà chị Kemba đổ nước vào thì chúng ta sẽ làm cục slime trước đi ha. Các em ơi, để làm slime mây thì chúng ta phải làm cho cục slime của chúng ta nó hơi đặc nha. Ok, cho keo sữa xong rồi, chị Kemba sẽ cho activator vào. Cho activator vào.
Sau khi mà cục slime của chúng ta nó thành một cục như thế này thì chúng ta có thể dùng tay để nhồi rồi đó các em. Nếu mà các em không dùng tay bây giờ thì lát nữa nó sẽ bị cứng đó. Đáng lẽ là chị Kimber phải mặc áo tay ngắn, tại vì làm slime sẽ bị dơ tay áo. Nhưng mà nhà của chị Kimber hơi lạnh đó các em. Chị Kimber sẽ lấy cục slime này để clean cái tô luôn. Chị Kimber đã làm xong cục slime rồi đây. Chị Kimber thấy là nó rất là dẻo luôn và nó rất là đặc nữa. Bây giờ chị Kimber sẽ chơi thử cho các em xem, xong rồi chúng ta sẽ cho nước vào trong tuyết nha. Ok các em, bây giờ chúng ta sẽ cho nước vào trong tuyết nha. Chị Kimber sẽ mở chai nước này ra và chúng ta sẽ từ từ cho nước vào nha. Các em đã sẵn sàng chưa? Wow, đó các em thấy nó nở lên rất là nhiều luôn. Đây nè các em, tuyết của chúng ta rất là tươi luôn. Và chị Kimber chế lên, các em nhìn xem. Các em nhìn xem là nó nở được bao nhiêu lần so với lúc mà chúng ta chưa cho nước vào này các em. Đó, rất là nhiều luôn. Bên này chỉ có một tí thôi và bên này nó nở lên rất là nhiều. Và các em thấy là khi mà nó nở thì nó không có bị trong lại này các em. Đó. Chị Kimber sẽ cho thêm một miếng nước nữa nha. Đó, các em nó còn nở lên rất là nhiều luôn và chúng ta sẽ trộn lên. Chị Kimber cho cũng khá nhiều nước này các em. Nhưng mà tuyết chúng ta nó không có bị trong lại, nó vẫn còn đục này các em. Các em nhớ là khi mà chúng ta muốn làm slime made thành công thì tuyết của chúng ta phải đục như thế này nha. Các em không có được cho quá nhiều nước, nó sẽ nở lên rất là nhiều và nó sẽ bị trong. Và thế là tuyết của chúng ta sẽ không có thể nào làm slime made được. Đó các em thấy chưa, chúng ta chỉ có một miếng như thế này thôi mà nó đã nở lên một khủng như thế này luôn. Tuyết Mỹ rất là đã luôn hả các em. Và bây giờ chị Kimber sẽ lần lượt cho hết vào những cái khác nha. Wow, nở lên rất là nhanh luôn. Đây, một hũ luôn này các em. Và nó vẫn còn đục rất là đẹp. Wow. Tuyệt vời luôn. Wow, các em nhìn xem, bây giờ chúng ta đã có 10 hũ tuyết luôn, rất là đã. Và cái tuyết này nó rất là bông, rất là tươi. Và nó còn đục nữa các em. Đó, rất là đẹp luôn. Các em có thể mua tuyết này ở Kimber Shop mà không có sợ bị hàng giả nha. Các em ơi, chị Kimber nghĩ là nếu mà chúng ta cho hết bao nhiêu đây tuyết vào trong cái slime này thì nó hơi quá nhiều luôn á các em, chắc là nó sẽ bị nhão ra rất là nhiều đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công đoạn cho tuyết vào nha.
chị Kimber sẽ cho tuyết vào. Kimber sẽ cho hết luôn. Nhìn giống như là dừa vậy đó các em. Làm chị Kimber thèm dừa quá. Sau khi cho tuyết vào thì chúng ta sẽ nhồi nha. Các em thấy là sau khi mà chúng ta cho các em thấy là sau khi mà chúng ta cho tuyết vào thì slime của chúng ta sẽ bắt đầu nó dẻo và nó sẽ hơi bị dính tay này các em. Nhưng mà các em cứ tiếp tục cho tuyết vào nha. Nó rất là mềm, rất là đã luôn á. Chị Kimber sẽ cho một hũ luôn. Wow, nhiều tuyết quá. Wow, bây giờ nó rất là dính tay luôn này các em. Đó, các em thấy bây giờ nó rất là bông luôn. Chị Kimber sẽ tiếp tục cho tuyết vào. Cho một hũ luôn các em. Và đây là hũ tuyết thứ tư nha. Wow, quá trời tuyết luôn các em. Các em ơi, thì đây là hũ tuyết thứ tư. Bây giờ nó đã có từ sợi rồi nè. Bây giờ chị Kimber sẽ tiếp tục cho hũ thứ năm nha. Rồi, bây giờ tiếp tục tới hũ tuyết thứ 6. Trời, chị Kimber nghĩ là slime may của chúng ta chắc bị hư luôn á. Tại vì quá nhiều tuyết rồi nè. Các em nhìn xem, bây giờ tuyết của chúng ta nó rất là tơi đến nỗi mà nó đứt đoạn luôn. Đó. Các em nhớ là khi mà các em làm slime may thì các em cũng đừng có nên cho quá nhiều tuyết nha. Chúng ta phải cho từ từ vào thôi. Nhìn giống như là một đám mây luôn á các em. Các em ơi, bây giờ thì chị Kimber sẽ cho màu vào trong đây nha. Không biết là chúng ta nên chọn màu gì đây. Chị Kimber sẽ chọn màu tím nha. Wow, các em ơi, bây giờ nó thành cái màu tím rất là đẹp luôn. Và hình như nó mềm hơn hồi nãy nha các em. Nhưng mà các em xem nè, khi mà chúng ta bỏ quá nhiều tuyết thì bây giờ nó rất là nhão thôi các em. Nó còn dính tay rất là nhiều nữa. Bây giờ chị Kimber sẽ cho thử một tí xíu slime này vào để khôi phục lại thử nha. Đây là một cái slime bình thường thôi đó các em. Wow, rất là mềm luôn. Đảo quá các em ơi. Wow, bây giờ thì nó đã bông và tơi lên rồi nè. Thử qua đi. Wow, đảo quá. Đẹp ha các em. Chị Kimber rất là thích luôn. Các em ơi, các em thích cái slime nào? Cái slime này thì nó rất là mềm. Có điều nó không có tơi nhưng mà nó rất là mềm.
giống như là Cloud Cream Slime gì đó các em. Còn cái slime này thì chị Kimber cũng rất là thích luôn. Kimber cảm ơn các em rất là nhiều đã dành thời gian để cùng chị Kimber làm những cái slime này. Nếu mà các em có yêu cầu gì cho chị Kimber thì các em đừng quên để dưới bình luận cho chị Kimber biết nha. Chị Kimber tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều. Bye bye.